Ngọc Lan kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tổng hợp của Người Việt TV. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019 bao gồm các nội dung sau. Đứa bé 9 tuổi bị kết tội giết 5 người ở Illinois. Đi nghỉ mát ở South Carolina, một gia đình vớt được 20 kg cocaine. Trung Quốc đóng cửa nhập cảnh không chính thức, ngư dân miền Trung lao đao. Thương binh bộ đội lại đại náo đòi mua vé ưu đãi xem đá banh. Sau đây là phần tin chi tiết thưa quý vị, một đứa trẻ 9 tuổi ở Illinois đã bị cáo buộc 5 tội giết người cấp độ 1 khi đốt nhà Mobile Home để giết hai người lớn và ba trẻ em. Đứa bé này đồng thời cũng bị buộc thêm hai tội gây hỏa hoạn và một tội cố ý gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Trận hỏa hoạn xảy ra hôm 6 tháng 4 đã giết chết một đứa bé 1 tuổi, hai đứa bé 2 tuổi một người đàn ông 34 tuổi và một phụ nữ 69 tuổi ở khu nhà Mobile Home, Tamperling Mobile Home Park ở gần Goodfield, khoảng 150 dặm về phía tây nam của Chicago. Luật sư không tiết lộ các chi tiết liên quan đến nghi phạm, bao gồm cả mối quan hệ với các nạn nhân. Theo báo cáo của trường đại học Northeastern, thì từ năm 2006 cho đến nay, không có một đứa trẻ nào bị buộc tội giết người hàng loạt như vậy. Theo ông Tim Dressman, cảnh sát trưởng của Woodford County, cho biết vụ cháy được bắt đầu có chủ ý. Luật sư Greg Minger của Woodford County thì cho rằng đây là một phán quyết nặng nề. Đó là một thảm kịch khi chúng ta buộc phải cáo buộc một người còn rất trẻ vào những tội ác nghiêm trọng nhất. Một thách thức lớn đối với các công tố viên là phải tìm được bằng chứng để chứng minh rằng đứa bé đó có ý định giết người từ trước đó là một yêu cầu bắt buộc với những trường hợp bị buộc tội giết người cấp độ 1. Một cựu luật sư chuyên bào chữa cho trẻ vị thành niên ở Chicago thì cho rằng, một đứa bé 9 tuổi không biết là ông già Noel không hề tồn tại, chúng cũng không biết người chết không thể sống lại, nên tôi không biết là liệu những đứa trẻ ở tuổi lên 9 có thể hình thành được ý định giết người hay không. Luật sư Minger thì cho biết là nếu bị kết án thì đứa bé này có thể bị quản chế ít nhất là 5 năm nhưng không quá đến 21 tuổi. Theo ông thì quản chế là biện pháp duy nhất dành cho nghi phạm ở độ tuổi này. Luật sư Minger cũng cho biết là nghi phạm không bị tạm giam và sẽ được chỉ định một luật sư cũng như sẽ bị đưa ra xét xử ở băng ghế dự bị trước mặt một thẩm phán. Theo luật của Illinois thì một nghi phạm dưới 10 tuổi không thể bị giam giữ và một trẻ vị thành niên không bị đưa ra tòa xét xử công khai, trừ khi là đứa trẻ này bị buộc tội như một người trưởng thành. Cũng liên quan đến tin Hoa Kỳ, thì một gia đình đi nghỉ mát ở tiểu bang South Carolina đã kéo từ dưới biển lên một túi đi lớn, khi về căn nhà mà họ đang thuê, và khi mở ra thì họ thấy có khoảng 44 pounds cocaine. Nói với giới truyền thông hôm thứ Hai, ngày 7 tháng 10, thì thiếu tá Bob Romage thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Belfort County cho rằng gia đình này đang đi bộ dọc theo bờ biển ở Griff Island thì tìm thấy một cái túi lớn bọc bên ngoài bằng bao rác nhựa đen đang trôi nổi trên biển. Gia đình này bèn kéo tiết túi vào bờ, bỏ lên chiếc xe dùng để đánh golf và mang tiết túi này về căn nhà mà họ đang thuê. Về đến nơi, họ rạch túi ra và thấy các bịch nhỏ có chứa một chất bột trắng. Lúc đó họ biết rằng phải gọi cảnh sát. Cảnh sát đến nhà, ước tính số lượng cocaine này trị giá vào khoảng 600.000 đô la. Giới hữu trách hiện đang mở cuộc điều tra để tìm xuất xứ của số lượng ma túy này. Tiếp theo là tin Trung Quốc đóng cửa tiểu ngạch, tức là nhập cảng không chính thức đã khiến cho tôm hùm, mực và cá nục sấy khô bị rớt giá mạnh, nhưng vẫn không bán được đẩy người dân miền Trung Việt Nam vào tình cảnh khốn khó. Theo Báo Việt Nam Net, thì vào ngày 8 tháng 10 năm 2019, người dân nuôi tôm hùm ở Phú Yên đang thua lỗ nặng vì giá tôm rớt chưa từng thấy. Ông Trịnh Oai Doanh là người nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết là năm ngoái giá tôm hùm thương phẩm bình quân ở mức khoảng 39 đến 52 đô la, cao điểm có thể lên tới 78 đô la một ký nhưng năm nay đã rớt giá gần một nửa. Thế mà thương lái vẫn kén chọn, trọng lượng đúng kích cỡ thì họ mới mua. Tương tự trước đó, thủ phủ nuôi tôm là Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cũng gặp tình trạng Trung Quốc ngừng mua tôm hùm, khiến cho giá giảm xuống mức kỷ lục. Người bán tôm, theo đó chịu thua lỗ hàng tỷ đồng. Nói với báo Nông nghiệp Việt Nam, thì ông Võ Nam Thắng là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa, cho rằng nguyên nhân khiến cho giá tôm hùm không ổn định là do người nuôi phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 6 năm 2019, thì cũng do bị Trung Quốc kiếm chuyện ngăn cản, không cho nhập cản qua đường Tiểu Ngạch. Gần 1.000 tấn khô mực của ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị tồn động dù giá đã giảm hết cỡ, khiến cho hàng loạt thuyền của ngư dân phải nằm bờ do không có tiền trả cho nhân công và chi phí cho những chuyến đi biển. Thế nhưng, trong lúc mực khô ở Quảng Nam chưa được giải quyết, thì đến lượt cá nục sấy khô của ngư dân huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, lại tiếp tục bị Trung Quốc cấm cửa, không cho nhập cản, với chiêu bài bất ngờ buộc các chủ hàng Việt Nam là phải có giấy chứng nhận nguồn gốc cá và an toàn thực phẩm. Kính thưa quý vị, hôm sáng ngày 9 tháng 10, thì hàng chục thương binh đội nón cối và đi những chiếc xe ba gác đã gây ra cảnh huyên náo trước cổng liên đoàn bóng đá Việt Nam khi đòi quyền được mua vé xem trận đá banh giữa Việt Nam và Malaysia dự trù diễn ra hôm 10 tháng 10 tại sân vận động Mỹ Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại của World Cup. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật là những người này đã liên tục chửi bới, phá cổng bằng xe ba gác. Chỉ tới khi liên đoàn tăng cường lực lượng an ninh cùng vào cùng rào trắng thì mọi hành động quá khích mới được kiểm soát. Dẫu vậy thì nhiều lời chửi tục vẫn vang lên. Cùng ngày thì báo điện tử Việt Nam Plus cho biết thêm là theo kế hoạch, sáng ngày 10 tháng 10, Liên đoàn Bóng tròn Việt Nam sẽ bán một lượng vé nhất định cho thương binh. Có những người là thương binh tới mua vé theo quyền lợi, nhưng cũng có một số khác tự xưng là thương bệnh binh tới để nhằm mua lợi cá nhân. Phóng viên thể thao Trương Anh Ngọc bình luận trên trang cá nhân rằng nhiều trong số các chú, các bác thương binh đã tự biến mình thành những kẻ ngông nghênh và không tôn trọng pháp luật bằng cách đi xe ba gác lượng lách, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ trên đường. Trước đó, thì các báo nhà nước dẫn lời một giới chức liên đoàn bóng tròn Việt Nam cho biết là đã dành riêng 500 vé giá rẻ cho thương binh và chỉ bán duy nhất trong ngày diễn ra trận đấu. Vừa rồi là nội dung của bản tin tổng hợp Ngày thứ tư, 9 tháng 10 năm 2019. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.